Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Minh Hải miền Đông tiếp tục trở lại để gửi tới các bạn với một thông tin rất là nóng vừa cập nhật được liên quan tới một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra cuối tháng 12 vừa rồi. Trong một bữa ăn gia đình, 4 người đã tử vong. Và ngày hôm nay lại tiếp tục thêm một người nữa lại qua đời. Và vụ việc đã làm chấn động dư luận trong và ngoài nước. Thưa quý vị, anh Dũng tử vong sau một thời gian điều trị tại bệnh viện trong tình trạng là hôn mê sâu. Và cảnh sát đang điều tra làm rõ nguyên nhân. Thì tối ngày 15 tháng 1, xác nhận với các báo chí, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên là cho biết anh Nguyễn Văn Dũng, người sống ở địa phương, vừa tử vong. Anh Nguyễn Văn Dũng là chồng của là chị Nguyễn Thị Tươi, 27 tuổi, một trong 4 nạn nhân đã tử vong sau bữa ăn trưa tại nhà mẹ ở thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An, huyện Kim Động. Tối cùng ngày, thi thể của anh Dũng đã được đưa về địa phương và cơ quan chuyên môn đang khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết. Và đây là lãnh đạo của địa phương nói như vậy. Trước đó thì vào trưa ngày 26 tháng 12 năm 2021, ông Nguyễn Văn Sản ở thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An tổ chức bữa ăn gia đình. Và mâm cơm hôm đó là có 9 người, gồm vợ chồng ông Sản, gia đình hai con gái là chị Nguyễn Thị Tươi và Nguyễn Thị Tỉnh. Và kể với các báo giới rằng á, thì bà Nguyễn Thị Thắm, vợ của ông Sản, cho biết bữa ăn không có kế hoạch từ trước và bà đi chợ thấy chị Tươi nên rủ về ăn cùng. Sau đó bà gọi thêm gia đình của chị Tỉnh. Bữa cơm được hai chị em là chị Tỉnh chế biến, có các món ăn như là thịt lợn này, rồi chả lợn này, trứng rán, đậu phụ và rau cần. Mọi người ăn cùng một mâm và không có là người lạ nào đến nhà thời điểm đó. Và bà Thắm nói và kể rằng anh Dũng không tham gia do bận công việc ở Thái Bình. Và kết thúc bữa ăn khoảng 30 phút, con trai 9 tuổi của là chị Tươi là có biểu hiện nôn, đau ngực. Sau đó co giật, mắt trợn ngược, sùi bọt mép và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện là Sản Nhi ở tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên là bé trai không có thể qua khỏi. Và sau đó bé trai 5 tuổi con của chị Tình cũng gặp những biểu hiện tương tự và đã tử vong. Đến tối cùng ngày, hai con gái của bà Thắm xuất hiện tình trạng đau bụng, nôn mửa. Hai người phụ nữ được đưa đi cấp cứu, nhưng chị Tươi tử vong vào ngày 27 tháng 12. Còn chị Tình qua đời trưa ngày 29 tháng 12. Sau khi gặp người thân về vấn đề sức khỏe như thế này, thì anh Dũng bất ngờ rơi vào tình trạng hôn mê, được cấp cứu tại một bệnh viện ở Hà Nội. Và hiện nay thì anh Dũng cũng đã qua đời. Phải nói đây là một vụ việc rất là kinh hoàng đã xảy ra tại Việt Nam của chúng ta. Trong nhiều năm qua chưa có một vụ nào như thế này hết. Các cơ quan công an, các nhà chức năng đang vào cuộc để tìm kiếm nguyên nhân xảy ra vụ việc này. Vì tất cả cứ nghĩ rằng là sau bữa cơm ăn đó chắc là ngộ độc thức ăn. Nhưng anh Dũng thì không có ăn trong bữa ăn đó, nhưng đến nay cũng là bị tử vong. Tức là trong một gia đình này đã chết hết 5 người. Đây một điều quả thật quá rùng rợn và đầy bí ẩn. Thì cũng mong rằng cơ quan cảnh sát điều tra làm sao sớm đưa ra kết luận chính xác để gửi tới
cho là các là quý vị cũng như là những khán giả đang chờ đợi trong những tháng ngày qua để làm rõ về một cái vụ việc này. Trong một gia đình hiện nay 5 người đã không qua khỏi, mà 4 người ăn trong một bữa ăn thì chúng ta còn nói nghi ngờ là do ngộ độc thức ăn. Nhưng đến ngày hôm nay anh Dũng không có mặt trong bữa ăn đó, và anh cũng đã tử vong. Nhưng điều đặc biệt là khi mà nghe tin người nhà là bị ngộ độc hay là ăn uống sau bữa ăn của bên nhà của mẹ thì bị tử vong, thì anh Dũng lúc đó anh cũng hôn mê luôn. Nên một đây là một cái điều mà cái vụ án mà tôi nghĩ rất kỳ lạ và cũng rất đau đầu cho là các nhà chức trách để phải vào việc điều tra làm rõ về cái vấn đề này. Thưa các bạn, thì trong những ngày qua và rồi dần dần tôi sẽ thêm những chủ đề mới về các câu chuyện cũng như là các thông tin để kịp thời gửi tới phục vụ các bạn những thông tin nóng nhất liên quan tới những cái án mạng đó, những câu chuyện như trong gia đình cũng như là xã hội, để kịp thời gửi tới phục vụ cho quý vị trong và ngoài nước. Đây là một vụ án mà theo tôi nghĩ đặc biệt rất nhiều người quan tâm trong vụ án như thế này, tại vì nó có quá nhiều là điều bí ẩn, phải không quý vị và các bạn? Đó, hai người con gái, hai người cháu ngoại đều tử vong, mà trong lúc đó có là ông sản cũng như là bà thắm, cha mẹ cũng ăn trong bữa ăn, tức là bữa ăn nó có 9 người, nhưng điều lạ là chỉ có 4 người tử vong, 4 người đi cấp cứu đó, và nay một thêm một người nữa là 5 người đã tử vong, còn 4 người còn lại thì chưa có dấu hiệu gì, mà cũng ăn chung một bữa ăn đó, nhưng đặc biệt là anh Dũng không có ăn trong bữa ăn đó, nhưng đến nay cũng đã tử vong. Thì cái điều này không có thể nào mà chúng ta phân giải, phân tích được, làm đau đầu các nhà chức trách. Và cũng mong rằng là bên cũng như là huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, các cơ quan điều tra thì trong những ngày qua, kể từ ngày 26 tháng 12 đến nay, là tức là mọi nhà chức trách cũng đang vào cuộc rất là ráo riết để điều tra cái nguyên nhân, động cơ, rồi cũng như là các chuyên môn, ban ngành đó, thế nào mà lại có một cái chuyện lạ xảy ra mà đến nay vẫn chưa là điều tra ra là không phải là do ngộ độc thức ăn, và cũng chưa có trả lời gì hết, và rất rất gì là làm nóng ruột cho những khán giả cũng như là các độc giả cũng như là các cộng đồng trên là các trang mạng xã hội bây giờ dày đặc về cái vụ việc này ở là tỉnh Hưng Yên. Thì tôi cũng mong rằng quý vị hãy theo dõi, và để tôi cùng theo dõi theo cái vụ án này, cái vụ việc này đến như thế nào, để mong gửi tới để phục vụ quý vị. Và đến đây thì tôi cũng xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Đến đây thì tôi xin chào và hẹn gặp lại.